Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Ngày hôm nay thì quay cho các bác xem là về cái đàn ong khai thác mật vải thiều cũng như mật nhãn ở cái vụ năm 2023 này. Đấy, đây là cái đàn ong cực kỳ là mạnh. Đấy, đối với các bác mà muốn khai thác mật được nhiều ấy, thì các bác lên tham khảo và nuôi cho mình một đàn ong như thế này. Đó. Đây là phần trên lắp các bác nhé. Trên lắp mà nó đã như thế này rồi. Đấy, và cái thứ hai nữa là ở bên dưới đây này. Đấy, số lượng quân thì các bác thấy thực tế trên video ấy, đấy, nó phải đông như thế này thì cái thứ nhất là bầu mật nó mới nhiều, và cái thứ hai nữa ấy, thì khi các bác khai thác mật thì sản lượng nó mới được nhiều các bác. Đấy, quan trọng là phải có nhiều quân. Đàn này thì bây giờ số lượng quân nó khá là đông các bác, như là con ong ngoại luôn. Đấy, các bác thấy từ nó bốc từ phần lắp. Đấy, quay cho các bác xem này. Đấy, đàn ong nó phải như thế này. Đấy. Ngang tầm ông ngoại. Đấy, thì đàn này thì em đang để ở thế 5 cầu các bạn. Đấy, và sau khi khai thác mật ở vòng quay thứ 3 thì ngày hôm nay thì ra kiểm tra. Đấy, xem tình hình mật mẽo nào các bạn. Đàn này khá là đông. Đối với cái tốc độ quân như thế này thì báo cáo đối với các bác là chỉ vài hôm thôi là mật nó phồng lắm. Đấy, năm nay thì mật nhãn thì có rất là nhiều. Đông quá không kiểm tra được luôn đấy các bạn. Đàn này là thay tướng đúng thời điểm là vào mật các bạn. Bắt đầu giai đoạn có mật phát là em thay tướng. Đàn này tướng trẻ. Cái lượng ong này thì hôm qua khai thác, hôm nay cầm đã lặng trịch rồi các bạn. Số lượng quân cực kỳ là đẹp và để kiểm tra xem tình hình tướng tiếc nó thế nào các bạn. Bởi vì hôm qua khai thác mật là chưa nhìn thấy tướng đâu. Ong này đông quá kiểm tra cũng rất là khó, không nhìn được tướng đấy các bạn. Các bác muốn khai thác được nhiều mật thì các bác phải lên làm được con tướng trẻ trước cái thời điểm khai thác mật ấy. Đấy, thì đánh một vài vòng với ong nó cũng không bị tụt, và cái thứ hai nữa đẻ rất là khỏe. Nói chung bây giờ chỉ nhìn thấy đẻ trứng thì là vẫn ok các bạn. Như đàn này tướng quản quân rất là tốt này. Nói chung là đông quá. Đàn này ví dụ các bác nuôi được như thế này mà các bác nuôi ở cái thùng 30 thì lên được thêm cầu nữa các bạn. Đàn này chỉ lên được 5 thôi ở cái thùng này thôi. Các bác mà bây giờ ong mà cứ 2 cầu thì ví dụ 2 đàn 2 cầu các bác ghép vào thành 4 thì nó đi lấy mật nó sẽ được nhiều hơn. Đàn này đắp mũ a quắt. Tướng thì vẫn thấy đẻ các bạn. Cái đắp mũ hơi nhiều. Các bạn là quân đông quá, thùng này là hơi nhỏ là nóng này các bạn này. Thùng này nuôi nếu mà đúng đủ tầm của nó chỉ rơi vào tầm 4 cầu thôi. Hết cả khói rồi đây. Đấy,
ong rừng bắt đầu có rồi này. Đấy, về đánh ong mật rồi này các bác này. Bỏ ra phát là nó nhả đã nhào nhào đây rồi. Đây là con ong tướng đây rồi các bạn. Đàn này thì vẫn ok. Như vậy là ok rồi. Kiểm tra khi các bác khai thác mật xong, thường thường là ngày thứ hai các bác lên kiểm tra nhé, xem tình trạng là nếu ví dụ đàn nào đắp mũ ngay ấy, thì là đàn đấy là các bác rũ là nó bị mất chúa rồi. Đấy, còn ví dụ mà các bác mà kiểm tra vẫn thấy chúa đấy, và quân nó vẫn thấy tướng đẻ, cái thứ nhất này, cái thứ hai là không thấy đắp chú đắp mũ ấy, thì là cái đàn ong đấy thì là không mất chúa nhé. Thời điểm này nắng nóng như thế này ấy, thì các bác lên ít nhất là phải nuôi ở cái thùng kích thước rộng là 26 nhé. Các bác mà nuôi ở cái thùng hẹp quá là đôi khi là dở bét đấy, là chia đàn xảy ra rất là nhiều. Xem xong thì chúng ta lại bắt đầu kẹp thước thôi. Nó đang bị hết khói rồi các bác. Đàn nào hơi khó thì bây giờ em về em triển khai thêm tí khói nữa các bạn để làm cho nó chuẩn. Các bác xem cái đàn ong khai thác mật vải thiều, mật nhãn ấy. Đấy, quân số nó phải như thế này nha các bác nhé. Bây giờ chào các bác đây.